Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Si Kẹo. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một video tâm sự. Câu chuyện kể về một anh chàng nhặt rác. Và anh ấy có một cái sở thích, đó là chơi game Free Fire. Sau những cái cố gắng trong công việc, những cái mệt mỏi của cuộc sống đời thường, thì anh ta tìm đến game Free Fire như một cái thứ để giúp cho anh ta giải trí và quên đi những cái mệt mỏi của cuộc sống. Vâng, các bạn có thể thấy đây là đất nước Thái Lan và công việc nhặt rác anh em ạ. Thật sự rất là mệt mỏi, làm việc trong một cái môi trường nó không hề tốt cho sức khỏe luôn. Vâng, và đây là căn nhà của anh ấy. Anh ấy là một đứa trẻ mồ côi, không có cha mẹ. Và đây, hai tấm ảnh là những gì mà anh ấy còn lại về ba mẹ của mình. Cuộc sống quá mệt mỏi, và khi tìm đến game Free Fire thì anh ta có thêm niềm vui, và anh như trở thành một con người khác, hòa mình vào thế giới game và quên đi rất là nhiều những cái thứ về cuộc sống. Một cuộc sống đơn độc, một công việc phải nói là vô cùng mệt mỏi, nhưng mà những đồng lương nhận được thì nó chẳng đáng là bao. Thật sự mệt mỏi. Và khi mà anh ta tìm đến game, anh ta có những người bạn và có thêm niềm tin cho cuộc sống này. Và đây thì nó là câu chuyện về anh chàng nhặt rác đam mê chơi game Free Fire mà Kẹo muốn chia sẻ tới với mọi người. Các bạn nhớ like cũng như là chia sẻ video để giúp Kẹo có thêm cái niềm động lực làm thêm những video hay hơn nữa nha. Hello mọi người, chào mừng các bạn đến với video của Kẹo ngày hôm nay. Hôm nay thì tình cờ thôi, đó là mình có xem được một cái video về chuyện anh chàng nhặt rác trên kênh YouTube của Gardena Free Fire Thái Lan. Và thật sự rằng là khi mà xem xong thì mình đã rất là cảm động anh em ạ. Mình cảm động đến nỗi mà bản thân mình không thể kiềm chế được và mình đã rơi nước mắt. Phải nói rằng là trong cái cuộc sống này, tức là Free Fire đối với mình, nó là một cái đứa con tinh thần. Đơn giản thì là mình làm YouTuber với game Free Fire, và mình muốn chia sẻ đến với mọi người tất cả những cái điều mình hiểu biết về game, mình chơi game thế nào. Có thể là sẽ giúp cho anh em chơi game Free Fire hay hơn, hay là một số những cái mẹo, một số những cái thủ thuật để giúp cho anh em chơi game Free Fire nó không nhàm chán. Nhưng mà thật sự là cuộc sống khó khăn mà các bạn ơi. Tức là dạo gần đây thì lượt xem trên kênh YouTube của mình nó khá là thấp mọi người ạ. Và đây cũng là một cái điều mà mình cảm giác khá là chán nản. Trong cuộc sống thì ai ai cũng có những lựa chọn riêng của mình. Và như trong cái video lúc nãy, ngay cả khi là làm nghề nhặt rác thì vẫn có đam mê chơi game Free Fire bình thường. Và Kẹo thì cũng như vậy thôi. Hiện tại thì mình đang chạy xe ôm, sau này có thể mình sẽ làm bảo vệ hay làm bưng bê nhà hàng hay bưng bê quán cà phê hay bất cứ một cái ngành nghề gì nữa. Thì mình vẫn sẽ có niềm đam mê với game Free Fire và tất nhiên rằng là sẽ không bỏ game Free Fire. Là một YouTuber Free Fire và đó nó là cái niềm đam mê của mình. Dạo gần đây thì lượt xem giảm đi rất là nhiều luôn. Thế nên là thật sự để mà nói thì mình buồn anh em ạ. Nếu như mà các bạn có bất cứ cái góp ý gì thì các bạn hãy góp ý ngay bên dưới video này nhá. Thì Kẹo sẽ từ từ Kẹo cải thiện cho anh em xem. Hôm nay thì gửi lời cảm ơn đến tất cả những cái bạn fan đã theo dõi, đã ủng hộ mình trong 2 năm vừa qua. Đến bây giờ thì mình đã làm 2 năm YouTuber rồi anh em ơi. Và phải nói rằng là mình đã học được rất là nhiều thứ. Mình đã có được rất là nhiều fan anh em ơi. Và thật sự rằng là mình yêu quý các bạn rất là nhiều. Và anh em ơi, thì dạo này lượt xem kênh YouTube của Kẹo hơi thấp, thế nên là nhờ các bạn có thể là xem video nhiều hơn được không ạ? Các bạn đăng ký kênh, các bạn nhấn chuông. Cũng như là nếu như mà các bạn thấy video hay thì anh em đừng quên nhấn nút like và chia sẻ video hộ Kẹo nữa. Thêm một điều nữa là hiện tại thì mình thường xuyên livestream trên Facebook vào buổi tối, tầm khoảng là 20 giờ tối nha mọi người. 20 giờ tối thì Kẹo livestream trên Facebook và cái page của mình tên là Sĩ Kẹo nhá.
cái page mà 65.000 người thích đó mọi người. Phải nói rằng là làm YouTuber 2 năm đã từng có những lúc mà phải nói là mình ở đỉnh cao sự nghiệp, tức là rất là nhiều người xem, rất là nhiều fan yêu quý mình, nhưng mà mình không giữ được cái điều đó. Thật sự mình buồn. Anh em cũng có hỏi mình nữa là tại sao mà anh không livestream ở trên YouTube cho nhiều người xem, thì trả lời luôn cho các bạn là livestream trên YouTube thì nó sẽ không có lương mọi người ơi. Thì biết là đam mê rồi, nhưng mà mình vẫn cần tiền để mình lo cho cuộc sống hàng ngày, ăn uống, rồi là trả tiền chi phí, tiền thuê nhà này, tiền điện, tiền nước, rồi là đủ thứ. Không phải như là mình thích là mình đi làm xe ôm, mà đơn giản là cái công việc mình làm xe ôm để mình kiếm thêm thu nhập anh em ơi. Mình trang trải cho cái cuộc sống, cũng như là có một ít tiền nạp vào game để mua những cái trang phục mới, để mua những cái skin mới để cho anh em xem. Thì cuộc sống mà các bạn, đâu phải là điều gì cũng được như mong muốn của mình đâu. Nếu như mà các bạn có những cái câu chuyện tâm sự gì muốn chia sẻ với mình, hay là anh em có bất cứ một cái góp ý gì, hoặc là chỉ là đơn giản các bạn yêu quý mình, thì các bạn cũng hãy comment ngay bên dưới video nha. Bởi vì thì YouTube nó sẽ sắp xếp cái lượng được đề xuất của video theo những cái lượt like, rồi là theo những cái lượt chia sẻ, cũng như là anh em bình luận, anh em phản hồi tích cực về video, thì video của mình nó sẽ được đề xuất trở lại và sẽ có nhiều người xem. Thì đây mình nhờ các bạn. Hôm nay thì có lẽ sẽ tâm sự với mọi người thế thôi nhở. Rồi là bây giờ còn tập trung để mà chơi game, kiếm top 1 nữa chứ. Không lại tâm sự nhiều quá, lỡ đâu mà anh em ghét mình thì sao. Hello mọi người, và kẹo vui vẻ đã trở lại rồi đây. Mày này làm sao? Uê, hôm nay lại gặp thanh niên quần hồng rồi. Uê, đua xe hả? Nhiều xe vậy luôn. Uầy, các bạn tổ chức đua xe phải không nào? Uầy, hôm nay mình bắn Aduk mù mắt quá anh em ơi. Kiểu như là trong người đang còn tâm trạng, thế nên là bắn Aduk đúng kiểu mù mắt luôn. Vãi thật, từ nãy đến giờ bắn không trúng viên nào luôn. Ây, hôm nay mình tự nể mình quá cơ mọi người. Chán ghê ta. Nào để coi, quần hồng này lên bảng. Xong luôn nha quần hồng ơi. Khổ lắm cơ. Có phải là các ông thiếu quần đâu mà suốt ngày anh em lại lựa chọn quần hồng như vậy? Có phải anh em nghĩ thế là nổi không? Còn kẹo thì thấy mấy đứa mặc quần hồng như kiểu là mấy thằng BD anh em ơi. Nào, let's go. Và lúc này trong trận đấu của chúng ta chỉ còn lại có 10 người chơi nữa mà thôi. Ấy, có người này. Thôi xong rồi em ơi, tới số với anh rồi nha em ơi. Một viên này, lên bảng. Thật nữa hả? Uầy, làm sao đấy hả em ơi, bình tĩnh nào. Đây, anh xem là chú chạy nổi không nhá. Nào các bạn ơi. Úi rồi, không trúng rồi. Mày này, làm sao này. Uầy, để thằng bé nó chạy mất tiêu rồi anh em. Chán thế nhở. Đứng tạm qua đây cái đã. Đơn giản thì là bo thu nên là kẹo hơi xoắn quẩy tí mọi người. Nhưng mà không sao, tầm này thì kẹo vẫn tự tin chạy vào bo nhá. Hiện tại thì mình đã vứt chảo đi rồi. Các bạn thì vứt chảo nó sẽ hỗ trợ cho các bạn chạy nhanh hơn. Đấy, chứ còn là để nguyên chảo là có khi là mình vào bo không kịp đâu anh em. Nào, thế nào kia, chuẩn bị tâm lý lên bảng điểm số này. Xong luôn. Yes, 7 kill. Khá là ngon lành luôn. Nữa hả? Mày này. Uầy, hôm nay mình bắn Aduk mù mắt quá các bạn ơi, bắn toàn không trúng này. Vãi hàng thật. Thề luôn, kiểu mình bắn ẩu dã man. À quên, đấy là kẹo mới chạy lại phần mềm điện thoại, thế nên là phải cài lại game anh em ơi. Cài lại game thì cài lại nút bắn, nên là bắn chưa quen lắm thôi. Chứ trình độ của kẹo thì làm gì mà bắn Aduk mù mắt như vậy. Số nha anh em, lên đường thôi nào. 8 người chơi nữa. Đây, đứng tạm đây. Chạy đâu hả? Uầy, uầy, thằng bé này dựng mong kèo nhanh quá nhở. Hay đó, vỡ đầu luôn. Đáng lòng chưa em ơi, chạy mãi để làm cái gì, cái kết vẫn là vỡ đầu. Thề luôn, mình thương nó vãi luôn. Vâng, lúc này còn 7 người chơi nữa, xem như nào cố gắng kiếm top 1 nhở. Bo thì đã thu khá là nhỏ rồi, và tầm này thì chơi game kẹo cảm giác căng thẳng quá cơ anh em. Đấy, dựng mong kèo nhanh như siêu nhân vậy.
Thế là thi đấu dựng bom keo hay là thi đấu? Ui, vãi. Thế là thi đấu bắn súng vậy. Ui, may chỉ là liệu choáng thôi các bạn ơi. Vào bo nhanh nào. Bây giờ là kéo hết bom keo rồi. May làm sao? Chạy nổi không em? Yes, ngon lành. Như vậy là đã xong 10 kill. Wow. À đâu, nhầm anh em, mới có 9 kill. Hôm nay tôi ngáo vãi. Chẳng hiểu sao mình đếm ra được 10 kill các bạn ơi. Nữa này, à đây, kill thứ 10 đây chứ đâu. Qua đây em ơi, anh có AK nhá. Anh có AK mà anh phải ngại chú cả, qua đây. Nào, kill thứ 10 này, chuẩn bị này. Ui, xong, 10 kill. Đã bảo với anh em rồi mà. Thằng này nó chạy qua như thế, mình không kill được nó thì hơi phí luôn. Rồi nha anh em, qua đây cái nhờ. Để mình xem là thằng này nó có bom keo không. Chứ là bây giờ không có bom keo khó chơi lắm. Lại là không có. Ui, toán mấy thằng nghèo rất mùng tơi. Bây giờ kiểu đi lượm hầm xác thì không thằng nào có bom keo cả. Thế này thì chơi gì nữa hả anh em ơi. Chán thật sự luôn. Thôi kệ. Và chúng ta sẽ qua đây. 5 người chơi nữa. Cơ hội chiến thắng đang đến rất là gần rồi. Bây giờ thì kẹo vẫn chưa chạy xuống vội. Và chúng ta sẽ chạy một vòng xuống đi anh em. Lựa chọn cái quãng đường mà ít gặp địch nhất. Chứ còn là bo nhỏ như này, 5 thằng nữa nó quay lại nó hành cho thì đúng là xanh mộ. Và không còn gì để nói cả, phải không nào? Uầy, ở trên có người á? Không phải, mình tưởng là ở trên có người cơ nhưng mà có thấy đâu. Đấy, thể bắn nhau ghê vãi luôn mà nhìn lại không ra người. Đậu xanh. Anh em chơi căng thế này, sao tôi chơi nhở? Uầy, đây à? Thôi rồi, không trúng rồi anh em ơi. May làm sao này, một viên nữa. Một viên nữa các bạn ơi. Hóng nào. Ui, sự bom keo đúng lúc thế. Tí nữa thì ăn được nó. Mấy thằng này hay thật em ơi. Ok này, phá luôn bom keo nhở. May làm sao này, thích dựng bom keo không? À đi rồi. Ui, lại dựng thêm bom keo, mù mắt thật. Rồi nha các bạn ơi. Cơ hội chiến thắng lúc này của kẹo đã lên đến đó là 25% rồi. Ngon ghê ha. Kia rồi anh em. Anh em thấy không? Nó vẫn đang tập thò sang bông keo này. Uầy, chỗ này thêm một đứa vừa chạy xuống luôn. Vãi hàng thật. Kinh quá cơ. Thế này tôi lại sợ công quá cơ. Ok ok. Lợn lờ qua đây xíu anh em ơi. Còn lại hai đứa này. Wow. Trong nhà hả? Mày làm sao? Chạy đi em ơi, chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh. Anh tưởng là chú cũng chạy chứ. Thằng bé đang hàm lút đồ vãi luôn nhưng mà nó vẫn chạy lên được. Yes, ok. Một đứa trước mặt và một đứa trên tầng nha. Các bạn đã thấy là đủ căng thẳng chưa? Riêng kẹo là kẹo thì căng phết rồi đấy. Ui, vai, đuổi nhau cơ. Thôi nghe mày đứng tạm đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Hai đứa quay nhau luôn này. Rồi bình tĩnh. Bình tĩnh làm gì mà căng. Ok ok, qua đây nha anh em. Rồi nha, để coi nào. Mình còn máu cái đã. Còn máu full cây chơi game cho tự tin này. Ui, thằng kia nó chết vì bo. Ngu vãi nhở. Thằng quấy từ quấy các bạn ơi. Ui, làm sao vậy? Thôi xong rồi. Toạch lô, cày quá. Phần này cảm ơn ca thua nó. Giờ thì bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha.